Trắng ta. Mày đang làm cái gì ở đây thế? Sức hoài không trắng. Tha xù gì vậy? Cái này mày phải sức một tuần hai lần, mà sức hai ba tuần mới trắng được. Sức hết rồi, lấy gì sức nữa? Còn nửa hũ vô chổng sức đi, hết ra kiếm tao. Dạ mày cho tao à? Mày cứ sức hết đem cái gì ra đội, tao cho hũ mỡ. Cái này của công ty Ha Su kế bên trụ bảo vệ của tao. Đem mặt ông ra đội được không? Cũng được. Rồi thôi đi vô trọng đi, mày đứng ở đây người ta không dám vô rừng. Đi một mình vô rừng không coi vũ ai nha.